Thưa quý vị, một tràng pháo tay cho Lệ Quyên và anh Đào Vĩnh Hưng ạ. Chỉ có họ mới có sức mạnh để gom được tiền của quý vị thôi ạ. Nào, quý vị đây. Cho em xin gửi lời chào trân trọng nhất và cảm ơn quý vị đến đây đêm nay ạ. Cái tiếng cười thấy anh tiền quá đúng không ạ? Chỗ một tràng pháo tay lớn cho anh Đào Vĩnh Hưng được không ạ? Quyết định là tối nay bán hàng cho phải lạ như vậy đúng không ạ? Rồi em mời anh đưa ra món hàng kìa. Lời đầu tiên, Hưng và Lệ Quyên muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị, từng người một đang chọn chiếc ghế ngồi ở đây, quý vị đã đóng góp tiền bạc cho cái công cuộc mà chúng tôi đang làm thiện nguyện cho rất nhiều đối tượng hàng năm, hỗ trợ quyên và các chị nghệ sĩ thực hiện ba bốn lần giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Chính vì những người đã làm nên sự thành công này, xin được nói lời biết ơn sự vâng, với số tiền toàn bộ đêm diễn hôm nay, thì vì sẽ tổ chức show Nguyên và sẵn sàng hy sinh hai cái trận tiền của tuần này cho chương trình thực hiện cái tiền giúp người nghèo. Tôi nghĩ là các em không cần sẵn sàng chẳng hạn nhiều lắm. Và tôi nghĩ rằng là mỗi một lần như vậy đó thì đã căn vào đó được cái số tiền cũng sẽ tìm được với con số như vậy. Nhưng ngày hôm nay nó có quá nhiều cái trường hợp mình phải ra tay cứu liền kiếm thêm cách khác nhau. Không chỉ là với những cái đồ chơi đặc biệt là của riêng mình, tham gia là chỉ có một nên là để dùng quý vị một trăm của một nhà hảo tâm để cùng chương trình. Là anh biết sao, em có hai người sẽ tình nguyện khi bức tranh này ra, nhưng mà em phải đọc tên. Cho nên em nghĩ là cái tiết mục đấu giá này đặc biệt rất là nhiều. Và xin mời quý vị, hai người sẽ giúp chúng tôi mang tranh ra, đó chính là Quang Linh và Vũ Hà. Một tràng pháo tay cho hai nghệ sĩ là tình nguyện khi tranh ra. Ủa chứ sao cháu mập vậy? Đây là tranh con ngựa. Rồi vậy mà hai người của cháu làm luôn hả? Tôi đang giới thiệu bốn cái chân ở dưới. Vì đồng tiền mà như vậy hai người của cháu làm luôn. Anh Linh ra đây nè. Anh Linh ra đây em ấy. Anh ra thì được thấy anh á. Thật sự là có dạ, thể anh dạ. Mọi người đang ngắm bức tranh ạ. Đây là một bức tranh rất là tinh tế và rất là đẹp. Dạ. Có một họa sĩ rất nổi tiếng. Dạ. Em đang nhìn thấy ở đây là 1, 2, 3, 4, rất nhiều như chú ngựa. Dạ. Trên này 6 con ạ. Em đếm 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 sai, không phải 5 con đâu, nhiều hơn 5 con. Có câu nói rất là quen thuộc, ai cũng biết, còn là mã đáo thành công ạ. Và con ngựa này có thể coi, nếu như khi hành động quý vị tối buổi tối ngày đầu tiên phải là hành động thiện nguyện thì nó sẽ mang lại rất nhiều may mắn và bình an cho quý vị. Đấy là điều đương nhiên sẽ phải có rồi. Và bức tranh này thì nếu mà nói về màu sắc và mỹ thuật, Quyên không hiểu nhiều lắm về hội họa, nhưng mà với con mắt một người không hiểu gì về hội họa nhiều lắm như Quyên mà nhìn vào bức tranh này cũng cảm thấy quyến rũ, là bởi vì cái màu sắc rất hài hòa, treo ở bức tường màu nào cũng được. Đấy là điều không phải dễ đối với bức tranh. Và Quyên nghĩ rằng nếu quý vị sở hữu bức tranh này về sẽ em thiết kế thêm cái khung theo ý của quý vị nữa, treo nơi trang trọng nhất, vừa đẹp và có ý nghĩa như thế này thì quá tuyệt vời. Quyên hy vọng bức tranh sẽ bán được giá rất cao để giúp đỡ cho Mai Phương. Vâng, và con số đầu tiên xin được công bố quý vị là con số khởi điểm là con số 50 triệu. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng muốn thông báo thêm là ai mà sở hữu bức tranh này được tặng tên hai người này hôm nay nữa ạ. Vì cần người khi tranh về nhà phụ thôi, nhất định phải đẩy Quyên ra và phải đứng lên. Dạ không, hai anh làm từ từ như vậy đủ rồi. Có nghĩa là bức tranh là tặng luôn hai người đang đứng tạo dáng kế bên tranh nào. Một tràng pháo tay cho anh Quang Linh và anh. 50 triệu lần thứ nhất. 50 triệu là một mức giá rẻ anh ha, rẻ rất rẻ so với thực tế giá trị của bức tranh này, nhưng mà muốn cho không khí và muốn cho quý vị được áp lực mà. Anh sáng lên, anh sáng lên. Tôi đang chờ những cái sáng hai chút nữa được không? Yeah. Dạ em cảm ơn chị ạ. Oh my god. Ôi có ai nữa biết không? 100 rồi. Dạ, cảm ơn chị Trang. Thưa quý vị, xin một tràng pháo tay đầu tiên cho chị ạ. Mức giá đầu tiên 100 triệu ạ. Chờ tí là hỏi chị xin rồi. Đâu, ai là khán giả có 100 triệu chứ ạ? Đây chị xinh xinh đấy. Tên của chị là gì ạ? Đây em
Chị Minh Lâm không video đâu đến luôn, chị tự giới thiệu cho mình luôn chị. Chị đến từ đơn vị nào? Không, mà nãy Lệ Quyên nói là 50 triệu mà khởi điểm là con số nhỏ là đúng rồi. Đối với khán giả cái phòng trà không tên là không là chuyện gì cả. Xin cho biết tên và cái tên khán giả nói. Dạ vâng ạ, em và mọi người rất muốn biết ạ. Chị Linh, dạ, chị Linh, 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 chị nghĩa là bây giờ lên mà tới 500 là sát với cái này luôn rồi đấy ạ. 116 triệu cho họ. 116 triệu ạ. Mấy cái đấm từ 116 triệu. 116 triệu. Tên gì ạ? Cao sĩ. Em nói to lên. Em nói sát bị luôn đi. Có tiền mà em. Wow. Rồi. Nếu em mà là người chiến thắng môn bức tranh này thì thậm chí việc của em sẽ nổi tiếng toàn cầu. Từ 50 mà hút chẳng tới 100 mà không lẽ để 16 triệu có đẹp sao ta? Kỳ lắm. Thưa quý vị, mức giá hiện tại đang là 116 ạ. Tôi đang chờ đợi một con số. Phía sau ạ. Con số khác đẹp hơn không? À, thấy rồi. Có một chị giơ tay ạ. Rồi, có một bé. Em đứng lên nói con số đi em ơi. Rồi, xin mời em đứng lên ạ. 150 triệu. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển đến tận tay. Chúng tôi sẽ live stream chụp hình rõ ràng và công bố đầy đủ hết, không qua bất kỳ một cơ quan nào. À, cảm ơn quý vị khoa quá sự tư. Em nhích lên một bước. Và bây giờ thì anh đã hồi xuống dưới kia rồi. Trước khi mà đấu giá tiếp thì Quyên xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả mọi người, đây là tác phẩm của họa sĩ Hứa Thanh Bình, một nhà họa sĩ rất nổi tiếng ở Việt Nam mình. Với này hội họa em có số tiền 161 triệu. 161 triệu tốt hay à? 161 triệu. Hình như là em số nhà 116 hay là 661 đúng không em? Chưa, có thể em là... Anh đừng có làm bộ, không hỏi địa chỉ nhà người ta rồi tự đưa ra số xong rồi nói số đúng. Có thể em là 900 nhà số 161 triệu lần thứ nhất. Rồi. Dạ, 161 triệu lần thứ hai ạ. Với đoàn mọi người sẽ cánh tay thế ạ. Không, thứ hai là cứ để nó hoài luôn á. Lần thứ hai là để nó hoài luôn á. Hôm nay khán giả có ngồi trên lầu không? Hay là chỉ việc có không đâu? Không nghe gì hết vậy, sao im lặng như vậy? Có cánh tay nào không ạ? Trên lầu có thì có muốn đưa ra mức giá không ạ? Một nhóm người mình hùng cho cũng được nha. Không sao? Đúng rồi. Mình treo tranh nhà này cùng, cái mình đổi ra mình treo nhà kia cùng. Cái mình đứng lên một năm như vậy, bức tranh cho rất là có giá trị nè, quý không ạ? Một gia đình mua chung cũng muốn được ạ. 160 triệu lần thứ... 161 triệu lần thứ 1,5. Dạ, chúng tôi đang chờ đợi một con số khác. Toàn bộ số tiền này như nên hỏi đã nhắc có quý vị là chúng ta có 3 tờ tiền chính cũng rất là tình đại sĩ của người đàn này. Mọi người đâu ạ? Em đâu? Em có đừng tắt đèn em, để cho thấy những mặt của người có tiền đó. Bỏ tay được không ạ? 161 triệu lần thứ hai. Phải làm đúng luật đấu giá đi nha. Có kích thích được hay là em lại nhích thêm một bước nữa? Thực sự ra là 161 triệu chưa đủ để mua bức tranh này với giá trị thực của nó. Cho nên mọi người đừng làm uổng phí tấm lòng vàng của người họa sĩ. Thì Quyên nghĩ rằng là chú anh cũng chỉ muốn là anh giành được tác phẩm của mình bán được một cái con số cao hơn cái giá trị của nó, hoặc là cùng lắm là bằng cũng tốt rồi. Xin thưa là không có bức tranh thứ hai. Chắc chắn đây là danh sáng tác, chỉ có danh sao chép thôi thì mới có được thôi. Và sáng tác nữa là sáng tác. Vậy nên là Quyên ước ao anh là cũng sẽ nghe được từ là có cánh tay nào đưa lên nữa không ạ? Sáng cao hơn. Em từng làm tròn số được. Bây giờ nhưng mà em đã sáng rồi, em tròn thêm miếng nữa là hôm nay em sáng hơn nữa. Bao nhiêu em?
Rồi, chị ơi. Em xin nghĩ nha. Thì khi chị đẩy lên chút, cái bạn ấy lại lên chút nữa đó chị. 161 triệu là thứ 2,5. Cầm 39 triệu thôi. Bây giờ anh đang tính cái gì đi? 161 mà nếu mà lấy một con số khác làm thì nó không đổi đi lắm. À, nghệ sĩ được phép đấu giá bình thường nhé. Quang Linh muốn đi bao nhiêu? Thì có là 610 triệu thôi. 161 và ngày mai là ngày thứ 6 thì làm sao mới ra xin chủ 161. Em đi xa quá. Em đi xa quá quá. 161 là thứ 26 27 28. Nào mọi người ơi, người đẹp. Bức tranh này đẹp lắm. Sao? Hả? Cái này là một cái điều may mắn với lộc cho gia đình mình ạ. Thực ra đây bức tranh chỉ có một thôi. Hôm nay gần như là chỉ còn bức tranh và một vật phẩm đấu giá nữa. Không, tất nhiên không phải là tranh, là thứ khác. Thế mình mua đi, mình giả đi. Anh sao ạ? Chị ơi, chị có suy nghĩ thêm về thật ra là những cái sự đấu giá của các chị là những điều rất là tuyệt vời để đẩy cho con số nó cao lên. Và em cũng là vô cùng tuyệt vời để con số lên khác nữa. Cảm ơn sự trả giá đó của ba nhân vật. Bây giờ anh lên nói là khoan à, để bây giờ ảnh Thiên Hà đổi chỗ, đổi phong vị. Hồi nãy anh vô đây anh bàn cũng rất là kỹ lưỡng xảy ra. Cũng được, hay hợp lý. Đổi phong vị hay sao? Đấy đi em cũng lại đổi phong thủy đấy. Rồi, mình đổi luôn toàn team nè. Đổi luôn đi. Sao Linh mới nói nhiều không? Thậm chí từ ngoài ba người ra là không có ai ạ. Thật sự đây là một bức tranh. Rồi. Tình hình rất là trong, tình hình là giống như là cũng vậy, em cũng lợi. Dạ. 3 một trăm linh thật lực. Anh ôi trời ơi. Trời ơi. Anh cảm thấy rất là một trăm linh tay chứ đã đang nghe nói giá sao. Chắc chắn là cao hơn rồi đấy. Bao nhiêu ạ? 180 lần thứ nhất. Yeah. Ở dưới vũ tay lớn hơn nữa được không ạ? Ở trên đầu nữa hả? Người hùng người xuất hiện. Dạ, cảm ơn anh. Anh. Dạ. Hiệu trưởng trường tập toán. Sao vậy? Sao là bỏ em nhảy máu nè. Chơi là chơi. Yêu em. Một tám sáu. Ai mà để 6 triệu này làm kỳ vậy? Vòn lại, hồi nãy con Linh 1, con Linh 6 vậy đó. Bây giờ là 186 nha quý vị. 186. Con số 186 của anh đang quá đẹp mà bị 6. Bức tranh này mà lên đến 500 triệu với anh Hưng hát đến 6 giờ sáng luôn. Thề luôn. Anh ơi. Chỉ có mình em cho nhau quý. Lúc này thì gọi đồng bọn đến giúp mình. Cố gắng lắm, cố gắng lắm. Vì em thấy cũng còn xa 500 quá. Dạ, 186 ạ. Dạ. Lần thứ nhất. 186 triệu lần thứ hai. Khán giả thích mà cái chỗ mà mình gần chốt anh mới giơ tay anh. Cho nên sẽ bộ. Dạ, dạ, lão thông gia. Ta xin được nhắc lại lần thứ ba là với những thắng mắc hôm nay. Từ người đầu tiên đưa ra mức giá đến người cuối cùng, hy vọng là đến cho đến khi được ghi nhận được tấm lòng của quý vị. Và trên hết, xin được nhắc lại, đặc biệt tất cả số tiền thu được trong buổi tối hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến những người bệnh và đồng ý ở miền Trung. Tôi nghĩ là đây là cái cuộc đêm ca nhạc mà tất cả những người ngồi đây xem thấy chuyện đầy ý nghĩa. Và trên hết tất cả, tâm tổng của mình gửi đến cho những người đó. Tôi nghĩ là sẽ được, mình sẽ được phước lọc mãi. Vì vậy trước khi mà làm như mình nói tiếp một lần nữa, tôi xin được nhất chạy lên đường bước được. Cái mục tiêu cuối cùng của anh là nhất bước ra một bước mà anh nói nửa tiếng đồng hồ đó. À thưa quý vị, Hưng có một cái ý nghĩa nó hơi giải khờ chút xíu bán qua thôi. Với những người từng đấu giá đấy, nếu như mà
ok mãi. Dù không có đến tranh về. Vẫn nhận tiền thưởng. Đây là một nửa cũng được hay một chút cũng được, nào được cho cái này nó nhiều lên. Ô con Lê à, chào em. 186 triệu lần thứ nhất. 186 lần thứ hai. Anh ơi, con số 180 của mình đẹp quá, không thể nào để 6 triệu nó đè xuống được anh. Có số mới rồi kìa. Em có tiền, em có quyền. Em xin tặng thêm voucher 100 triệu nếu như mà ai có thể hành thể cao hơn 100 triệu có thể sử dụng nhận thùng đảng bên việc của em. Và thẩm thủ cùng với thẩm thủ hiện ra đi của chị có nghĩa là ai là chủ nhân mà mua cái bức tranh đấu giá thắng ngày hôm nay mà nếu không phải là bạn thì bạn tặng thêm một cái voucher 100 triệu để sử dụng 100 triệu đó là không có được thối mà là sửa toàn thân đó anh. Lúc đó là sửa một cái mũi được tặng một cái mũi dịch vụ nó là như vậy không sao biết luôn. Cứ cái theo máu nữa mà nhân đó không cần micro luôn. Anh rồi bây giờ đang ở số là 186. 186 triệu lần thứ hai rưỡi. Anh chị ơi, anh chị. Quý vị thấy là có Quang Lê ra luôn rồi, nhưng mà cái buổi đấu giá rất là to. Coi chừng bức tranh nó cong. Dạ đúng rồi. Biết lấy ra thế nào cũng bị thương chặt à. Mấy ngựa nó quằn nó xuống sân. Chưa bao giờ em mong ước được hát đến sáng như hôm nay, nói thật. Hát đến 6 giờ sáng luôn. 6 giờ luôn. 186 triệu lần thứ 2, 6, 27, 28. Bán rồi nha. Anh kia đang suy nghĩ kìa. Cái này đang suy nghĩ. Anh ấy nói thật bức tranh đẹp liền. Và anh có thêm một cái vô chờ 5 triệu. Đó. Chỉ cần 1 triệu vàng hơn thôi là 200 triệu. Yeah, 200 triệu. Quý vị ơi, 200 triệu. Mình không mua thì mình vỗ tay dùm cái ha. 200 triệu, cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn anh trai. Nhưng mà trộn nhìn cái mức giá 200 hiện tại đang rất là đẹp đều đó. Không biết là 100 kia là sẽ sử dụng dịch vụ như thế nào đây. 100 triệu đúng không? Đó. Không, 100 mà sửa dành cho anh, ẩm nhường lại cho anh. Cái gì anh này mua mà anh ấy nhường lại bây giờ lại cho anh. Anh thì không cần sửa nữa. Anh còn cái nào đó mà sửa nữa, sửa trơn rồi. Mày chứ kìa. Mặt em thế này kêu mà sửa cái gì. Quang Lê ơi, mua đi, 100 triệu tiền sửa kìa. Các kiểu hút mỡ nhiều lắm nha. Cái mày à. Thôi thôi mình nói tiếng Anh cho chết mình. 200 triệu lần thứ nhất. Rồi. 200 triệu lần thứ hai. 200 triệu lần thứ hai rưỡi. 26. Nhanh lên còn hát nữa mệt quá. 27. Cái đường giá lắm mệt rồi. 28. Phía dưới nha chị ơi. Hình như có á, nhìn thấy rồi. Thấy rồi. Trời ơi, người hùng của chúng em. Anh Dương Quốc Nam. Nam Phố Sinh. Anh Nam Phố Sinh. Anh Nam có gặp cháu. Anh để dành tiền mua quà của em nha. Anh Nam đã đợi lấy cái túi của anh. Tặng món quà, mua món quà anh hơn xong rồi tặng cho em. Bây giờ thôi, mình chúc mừng đi. Được chưa? 200 này cái xe một tăng lấy nữa, tăng tiền sữa nữa. Để thêm trăm tiền sữa. Cho người mua. 100 cái thật lớn. Để chúc mừng cho người chiến thắng lên đây. Chàng trai áo đen 200 điểm. Xin mời bạn Vũ lên sân khấu lên đây. Cho một chút nhạc hồi hộp thôi. Anh em đứng đây đi. Đấy,
xin rồi bây giờ em có ba người bưng tranh các em sẽ chọn ngay hai em chỉ là hai bên tấn công nhà hỏi liền một cái gì anh mọi người chắc là rất muốn biết tên anh và em cảm ơn anh đã sở hữu bức tranh này và đã giúp cho chúng em có một khoản tiền nữa để giúp cho mọi người anh phải một chút gì đó được không thời gian vừa qua tôi cũng có theo dõi hôm nay là tặng quà cho em sĩ dành tặng cho diễn viên và những người làm công việc nghệ thuật họ đã dành được cho tôi là một doanh nhân tôi là công ty bất động sản của Sơn Hà trong tháng này thì tôi cũng có làm một chương trình ở Việt Nam và tôi cũng muốn góp một chút bức tranh này để học sorry và tôi sẽ theo công ty công ty công ty đặt chân hàng để nhắc nhở anh em nhân viên là có một chút gì đóng góp cho xã hội. Cảm ơn anh ạ. Bạn có ý kiến luôn anh ơi. Anh có ý kiến, em có ý kiến gì anh? Bạn gửi vô chờ 100 triệu có ý kiến mà. Oh yeah. Em hay kèm theo lắm nha. Không, nha, thương không phải cười lắm nha. Không em có ý kiến gì thiệt không em ơi? Cảm ơn em. Rồi, dạ thì nói xin... rồi á, nãy phút nói gì. Xin mời sẽ liên lạc với bạn để xin nhận cái phần quà của bạn nha. Cảm ơn em công ty em rất nhiều. Cảm ơn. Cảm ơn anh ạ. Và thưa quý vị, một tràng pháo tay cho Tiền Mạnh Thường Quân đầu tiên đã sở hữu cái món đấu giá đầu tiên trong 5 món và của 2 đêm của chúng tôi. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Buổi khuya 180 giọng ai vậy? Giỡn hàng hả? Giọng hàng và đừng ăn trái cây của người ta 180 triệu và cái voucher 50 triệu để làm đẹp. Dạ, 180 triệu. Cảm ơn em. Em là người rất thông minh về PR. Đánh giá cao em. Phong thủy à? Và các con số về phong thủy nha. Cái số là số phong thủy. 180 triệu là thứ nhất. Anh Hà đứng lên quay một vòng đi anh, cầm cái túi lên đúng rồi. Follow cho đúng à. Dạ, sáng chói luôn. 200 đi chị ơi. Mà măng anh Nga vô sân đã chơi lên đường anh chưa bán đâu đừng có sợ dính 180 triệu thứ nhất anh thấy em gái này rất là máu nha em thích cái giỏ này đúng không anh hút một cái quá mạnh luôn anh nghĩ chắc em phải làm bị sơ hở nữa thôi 180 triệu lần thứ hai anh mình còn giữ cái luật mà tự đấu giá với mình không được chứ vâng. Quyền chơi luôn đấu với chị cỡ không tự đấu với mình cơ mà tự đấu luôn à chị đi đấu với chị luôn à. Chị có thể nâng lên nếu chị thích 180 triệu lần thứ hai. Lần thứ hai rưỡi. Em nếu như không lầm anh tự tin 250 triệu kìa. Thiệt không? Được không? Thôi cứ xạo đưa video cho tao nói chuyện đi. Bao nhiêu chị? 250 triệu. Trời ơi. Wow wow. Chị ơi, câu lời hứa là 500 triệu con hát đến sáng chị ơi. Yeah. Anh nghĩ là em ơi, anh nghĩ là khách này là rất là muốn mua cái này rồi đó. Thôi đi về. Mà đừng có làm. Đừng làm khó ha. Thương. Dạ. Yeah. Anh trân trọng mời hai chồng lên đây luôn. Nha. Yeah. Nha. Yeah. Yeah. Mà cầm máy quay phim lại vậy. Nha. Yeah. Lên đây. Xin mời hai bạn nha. Một chào hỗn tay cho bạn ơi, không quyết định bán luôn. Không còn đấu nữa. 250 triệu. Oh my god. Mời anh chị lên sân khấu ạ. Mời anh Phúc Hà về sân khấu ạ. Lát em kìa kì xin đi tặng nhé. Các em ơi, cho anh mượn cái viết à? Cho anh mượn một cái viết lông nhé. Để các anh chị nghệ sĩ có thể ký ở bên trong cái giỏ là cái lấy dùm chị một cái đĩa than chị Công Sơn nè. Và cái viết ký vào trong anh, ký bên trong. Không có xấu, kỷ niệm bên trong mà. Không, nhiều khi ở trong, ký ở trong. Ký bên trong. Ký trong. Trời, hạnh phúc biết bao khi mà lên nhạc từ thiện mà đi lại còn khó khăn thế này.
thế là mọi người rất là ấm áp ủng hộ. Dạ. Mình nhờ anh xuống dưới đó hả? Nhờ anh xuống dưới á. Nhà nhà leo leo bằng cái ghế này không mà anh chị cứ leo leo không sao rồi. Cứ cứ dẫn lên ghế thì đỡ lên. Đây, lên bước lên trên ghế luôn. Đúng rồi, đúng tâm luôn. Màu ô liu với lại màu xanh lá. Rồi. Chẳng ra đúng. Ủa làm như hôm nay em chỉ có hẹn hay sao? Sau đó mọi người đứng với nhau thì dạ. Mấy đứa có tiền xin chào coi. Xin mời chào vào tay đi. Rồi cho em kiểu biết tên được không ạ? Dạ, em tên là Ngân. Đại diện của công ty Địa ốc Việt Hưng Phát. Em nhớ rồi, mình gặp nhau rất thường xuyên. Rồi. Bây giờ lớn em có nhìn thấy là oh, big fan của mình. Trời ơi, rất là nhớ rồi. Lần mua cũng mua cái túi nào đó. Đó xã rồi, em kỳ tặng. Dạ, em tới là cười. Rồi nhà cho một cái lưng luôn đi, cái tên Quyên, một cái lưng để cái đĩa lớn. Biết anh. Vì 250 triệu. Em ơi, anh phải hỏi ý là mà anh có mấy vật lý bên trong đi. Sợ hơi bị ở đây thôi, mà nhận tí. Này cũng chừng ở công ty. Ồ, đây chừng ở công ty luôn. Nước, sao? Em ơi, chỉ cần nhiều anh phải đảm bảo thôi nha. Công ty gì nó lại rõ ràng, em đang đăng chính xác cái tên. Công ty Địa ốc Việt Hưng Phát. Dạ, em đến từ công ty Việt Hưng Phát thì kể từ khi mà nhận được cái tin Mai Phương bị bệnh thì em cũng rất muốn được đóng góp một phần công sức, bởi vì cái công tác thiện nguyện cũng là một trong những công tác được duy trì của công ty em. Tuy nhiên là cũng biết là Mai Phương cũng đang bệnh, không có tiện để tiếp nhiều, cho nên là em cũng rất mong được có một cái cơ hội cũng như một cái chương trình của mình để đó có một cái cơ hội và đóng góp nho nhỏ vào cái để hỗ trợ cho Mai Phương được phục hồi sức khỏe tốt hơn. Dạ. Vì vậy em cũng xin gửi lời cảm ơn chương trình. Dạ. Cảm ơn đặc biệt đến Đặng Vĩnh Hưng, chị Lệ Nguyên cũng như toàn thể MC và các anh chị em nghệ sĩ ngày hôm nay. Dạ, wow. Em xin cảm ơn. Hôm nay thì Mai Phương cũng đang xem, tôi đang rất hạnh phúc. Cảm ơn sự đóng góp của sự ưu ái vợ chồng em. Xin kính chúc cho vợ chồng em và công ty của bạn hai nữa sẽ luôn luôn thành đạt, luôn luôn gặp thật nhiều may mắn trong mọi quyết định, mọi công việc, dự án nào cũng bán sạch sẽ hết. Dạ. Chị còn được tặng thêm một cái voucher cho 50 triệu nữa đấy ạ. Từ dịch vụ của bạn này. Cảm ơn em trai, cảm ơn em. Chúng ta dành một tràng pháo tay luôn quý vị. Cảm ơn em hôm nay, rất tuyệt vời. Chụp hình, chụp hình.